Quý vị thân mến, mới đây một phát hiện đáng kinh ngạc từ các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy rằng những người thường xuyên ăn các loại hạt sẽ có ít nguy cơ bị đau tim hoặc tử vong vì bệnh tim thấp hơn rất nhiều lần so với những người không hoặc là ít khi ăn chúng. Điều này cho thấy rằng nếu chúng ta đang cố gắng theo một chế độ ăn uống lành mạnh cho sức khỏe nói chung và một trái tim nói riêng thì thứ tốt nhất mà chúng ta có thể bổ sung cho cơ thể ngay từ hôm nay chính là các loại hạt. Vậy thì trong vô vàn những loại hạt như thế, loại hạt nào sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta nhỉ? Nếu quý vị và các bạn đang phân vân về vấn đề này thì hãy để Sống Khỏe Mỗi Ngày giúp đỡ các bạn nhé. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ bật mí về một số loại hạt được mệnh danh là hạt trường sinh, được cả thế giới săn lùng, nhưng tại Việt Nam chúng lại rất phổ biến và cũng rất ít người biết về những công dụng thực sự. Vậy quý vị có đoán được đó là loại hạt nào hay không? Hãy cùng xem ngay và tận dụng hết những lợi ích từ loại thực phẩm này quý vị nhé. Các bạn thân mến, loại thực phẩm mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là củ lạc. Và sau đây là những công dụng đáng quý từ loại thực phẩm này. Đầu tiên, đó là hỗ trợ ngăn ngừa nhiều bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy rằng củ lạc giàu dinh dưỡng là một loại thực phẩm có chức năng bảo vệ cho sức khỏe rất tốt, bởi vì loại củ này hàm chứa một lượng lớn các dưỡng chất thực vật rất có ích đối với sức khỏe của con người. Đặc biệt là chất này còn có tác dụng phòng ngừa ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến sữa, bệnh huyết áp và tim mạch. Nghiên cứu sâu hơn thì các nhà khoa học của Mỹ còn phát hiện ra rằng trong lạc còn hàm chứa hoạt chất có hoạt tính sinh vật rất mạnh, có thể ngăn chặn ung thư cũng như ức chế kết dính tiểu cầu, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và nhồi máu não hiệu quả. Nó cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết ở phụ nữ lên đến 40%. Đưa hạt lạc hay bơ đậu phộng vào trong kế hoạch ăn uống mỗi ngày một cách trường mực là cách để hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe của chúng ta. Thứ hai, làm giảm nguy cơ sỏi mật. Lạc ở dạng hạt hoặc bơ lạc tự nhiên có thể làm giảm nguy cơ bị sỏi túi mật trong cơ thể. Nó cũng ngăn ngừa chống lại nhiều căn bệnh nhiễm trùng túi mật và gan khác lên đến 25%. Theo những công trình đã nghiên cứu và chứng minh, nếu ăn 28,35g đậu phộng hoặc bơ đậu phộng trong vòng một tuần sẽ giảm được 25% nguy cơ tiến triển của bệnh sỏi mật. Vậy nên, sử dụng bơ lạc trong bữa ăn sáng của bạn để có được năng lượng dồi dào nhé. Những hạt lạc thơm bùi bé nhỏ mà công dụng lại rất tuyệt vời. Những ai đang có nguy cơ sỏi mật, hãy điểm tâm vào trong bữa ăn của mình với hạt lạc. Nó sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc nâng cao sức khỏe của bạn đấy. Thứ ba là giúp chống béo phì. Rất nhiều người lầm tưởng rằng trong lạc có hàm lượng chất béo cao. Tuy nhiên, thực tế, nhiều chuyên gia dinh dưỡng lại cho rằng lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì rất hiệu quả. Trong hạt lạc có chứa axit folic, nó có chứa rất nhiều axit không bão hòa đơn béo, làm giảm cholesterol trong máu cao. Ngoài axit folic, lạc cũng có chứa nhiều cellulose hữu ích, một vai trò rõ ràng về chất thải đường ruột, không gây béo phì. Lạc có chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ cho tim mạch, thì nó còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. 1/4 bát lạc có thể cung cấp 35% lượng mangan cần thiết cho cơ thể. Mangan là một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất béo và carbohydrate, sự hấp thụ canxi và quy định lượng đường trong máu. Thứ tư là bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các nhà khoa học của Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu và khẳng định rằng những người có thói quen ăn lạc trong các bữa ăn hàng ngày sẽ làm giảm tới 35% nguy cơ bị các bệnh có liên quan đến hệ tim mạch. Ngoài hàm lượng chất béo không nhiều, đậu phộng cũng có chứa các chất dinh dưỡng khác như vitamin E, folate, protein và mangan giúp tăng cường sức khỏe của tim mạch. Một vài nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng hạt cây họ đậu thơm ngon này cũng giàu chất chống oxy hóa. Do các hoạt chất trong lạc góp phần quan trọng vào việc làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu, chống oxy hóa và giúp các mạch máu làm việc năng suất, khí huyết lưu thông dễ dàng hơn. Chính vì vậy, hạt lạc cải thiện sức khỏe của tim mạch rất tốt cho chúng ta. Thứ năm, giúp tăng cường tuổi thọ. Theo một số nghiên cứu cho thấy rằng, những người thường xuyên ăn hạt lạc sẽ giảm được nguy cơ tử vong từ 5 đến 6 năm, thậm chí còn đẩy lùi căn bệnh đột quỵ. Trong hạt lạc có chứa hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào sẽ giúp đào thải và làm giảm sự tích tụ các chất cặn bã rất hiệu quả. Thứ sáu, có lợi cho răng, cơ bắp và hệ thần kinh. Đậu phộng có chứa phốt pho, magie, đặc biệt là hàm lượng canxi cao. Những khoáng chất này rất có lợi cho sự phát triển và làm bền chắc răng, xương khớp.
Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ cải tạo chức năng của hệ thần kinh. Người ta ước tính rằng cứ trong 65g lạc luộc lại có chứa 25% phốt pho, 30% magie cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Các hợp chất này vốn rất thân thiết cho sự phát triển của răng, xương khớp và cải tạo chức năng của hệ thần kinh. Không chỉ vậy, phốt pho và magie còn rất thân thiện với quá trình chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ sự phát triển cũng như hình thành cơ bắp ở nam giới. Vì vậy, món lạc luộc cũng trở thành một trong những món ăn được đấng mày râu nhâm nhi mỗi khi tụ tập. Thứ bảy là tốt cho hệ tiêu hóa. Sự kết hợp của chất xơ và chất nhầy trong lạc luộc cũng làm cho chúng rất tốt cho hệ tiêu hóa. Món ăn này giúp giảm bớt sự vận động của thức ăn qua đường ruột của bạn và giúp tái hấp thu nước. Nước dư thừa này ngăn ngừa táo bón, khí đốt và đầy hơi trong đường tiêu hóa của bạn. Theo một số các chuyên gia cho biết rằng, một khẩu phần lạc luộc 40g có chứa đến 2,5g chất xơ. Chất xơ này thì luôn được biết đến là một người bạn thân thiết của hệ tiêu hóa của chúng ta. Vì vậy, ăn lạc luộc sẽ giúp cho chức năng đường ruột diễn ra thuận lợi hơn, giúp cho quá trình chuyển hóa thức ăn diễn ra nhanh chóng hơn. Nó tránh tình trạng bị táo bón, tiêu chảy hoặc các vấn đề không mong muốn khác xảy ra ở đường tiêu hóa của con người. Thứ 8 là làm giảm nguy cơ sinh con dị tật. Nguồn axit folic có chứa trong đậu phộng rất cần thiết cho phụ nữ khi mang thai. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, phụ nữ trước khi mang thai hoặc trong thời kỳ đầu mang thai, nếu được bổ sung 400 microgram axit folic mỗi ngày sẽ có thể giảm nguy cơ sinh con khuyết ống thần kinh đến 70%. Mặt khác, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch được tiến hành trên 60.000 bà mẹ và trẻ em từ lúc còn trong bụng mẹ cho tới khi chúng 7 tuổi, thì kết quả cho thấy rằng những đứa trẻ 18 tháng tuổi có mẹ ăn đậu phộng giảm được 25% nguy cơ bị hen suyễn và đối với các bé 7 tuổi giảm 30% nguy cơ bị dị ứng. Vì vậy, các bà mẹ khi mang thai hãy tích cực ăn lạc, nó rất tốt cho em bé đấy nhé. Quý vị thân mến, với những công dụng tuyệt vời vừa rồi của lạc, chắc hẳn là các bạn sẽ bỏ túi được nhiều thông tin bổ ích rồi đúng không nào? Vậy thì hãy thường xuyên bổ sung chúng trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình nhé. Thưa quý vị, bản thân lạc đã mang đến những lợi ích rất tốt, thế nhưng mà các chuyên gia dinh dưỡng lại cho rằng lạc nếu được ăn kết hợp cùng với 4 loại thực phẩm sau đây thì lợi ích mà nó mang lại dường như được nhân lên gấp bội và đặc biệt là tốt cho thận. Vậy đó là những thực phẩm nào nhỉ? Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu quý vị nhé! Đầu tiên là sự kết hợp giữa lạc và táo tàu. Nguyên liệu để làm món ăn này bao gồm 60g đậu phộng và 60g táo tàu sấy khô. Các bước chế biến như sau. Nấu đậu phộng trước, sau đó cho táo tàu vào, nấu chung cùng với nhau. Ăn mỗi ngày một lần, tương đương với một bữa ăn mỗi ngày, cách ăn giống như ăn súp. Súp táo tàu, gạo, đậu phộng có tác dụng hạ huyết áp, tốt cho thận và ngăn ngừa viễn thị. Tiêu thụ thường xuyên cũng có thể tăng cường lưu thông máu và cải thiện khả năng miễn dịch. Thứ hai, kết hợp lạc và đậu đen. Lạc và đậu đen nấu thành cháo có thể thúc đẩy chức năng của thận. Nhiều người biết rằng đậu đen có lợi ích tuyệt vời cho chức năng của thận bởi vì nó giàu khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác nhau. Thường xuyên ăn đậu đen, người có chức năng thận kém có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp của tế bào thận. Người thường xuyên bị chóng mặt có thể cải thiện các triệu chứng chóng mặt. Người hay đau lưng sẽ loại bỏ được tình trạng eo, lưng và chân bị đau nhức. Bản thân lạc rất giàu chất dinh dưỡng và khi ăn chung nó với đậu đen càng có lợi cho người thận kém. Sự kết hợp thứ ba, lạc và câu kỳ tử. Lạc và câu kỳ tử có thể ăn cùng nhau để bảo vệ sức khỏe của thận cho cả nam và nữ. Đối với phụ nữ bị thiếu máu, quả câu kỳ tử thường có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp hemoglobin ở người do nó có chứa nhiều chất sắt. Thường xuyên ăn nó sẽ giúp tăng tạo máu cho cơ thể, cải thiện tình trạng thiếu máu ở nữ giới. Người có chức năng thận kém ăn câu kỳ tử thường xuyên có thể giúp thúc đẩy đào thải kịp thời các chất độc hại ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả nhất. Kỳ tử cũng có lợi cho việc phục hồi chức năng gan. Đối với cơ thể con người, gan và thận là nơi bài tiết chính. Khi chức năng gan hoạt động mạnh có thể làm giảm các độc tố khác nhau gây hại cho thận. Do vậy, ăn nhiều câu kỳ tử cũng giúp bảo vệ sức khỏe của thận hiệu quả. Và nếu ăn hai loại thực phẩm này với nhau thì chúng sẽ có lợi rất nhiều cho cơ thể của chúng ta. Sự kết hợp thứ tư, lạc và khoai mỡ. Lạc và khoai mỡ ăn cùng nhau có lợi ích tuyệt vời cho chức năng của thận. Lạc có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.
Đối với trẻ em, ăn thường xuyên có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của não bộ và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Đối với người có chức năng thận kém, ăn nhiều lạc sẽ giúp thúc đẩy quá trình tự sửa chữa và hồi phục của thận. Khoai mỡ cũng là một loại thực phẩm thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trong khoai mỡ có chứa nhiều loại mucopolysaccharide, vitamin và khoáng chất khác nhau. Đối với những người có lượng đường trong máu cao, thường xuyên ăn khoai mỡ có thể làm giảm lượng đường trong máu. Vì lượng đường trong máu quá cao có thể gây tổn hại lớn đến các mạch máu của thận. Vì vậy, người có chức năng thận kém có thể ăn lạc và khoai mỡ cùng nhau để bảo vệ thận. Các bạn thân mến, lạc dù tốt nhưng theo lời khuyên của các chuyên gia, những đối tượng sau đây không nên sử dụng quá nhiều lạc để tránh tình trạng bệnh thêm nặng. Đầu tiên, đó là người bị bệnh gút. Bệnh nhân gút không nên ăn lạc bởi vì nó có thể làm tăng thêm lượng axit uric của cơ thể chúng ta, gây ra các cơn gút ở bệnh nhân, làm cho tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, trong giai đoạn bệnh tấn công cấp tính, đừng ăn quá nhiều lạc, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân bị gút thường có triệu chứng khó tiêu. Nếu bạn ăn quá nhiều lạc, một món ăn khó tiêu hóa sẽ khiến cho các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ hai là người hay bị nóng trong. Theo đông y, lạc có vị ngọt, tính nóng, có thể gây nóng trong. Do vậy, những người bị nhiệt hay bị mụn, nóng trong thì không nên ăn lạc, vì ăn lạc sẽ khiến cho bạn khó thở và khiến cho cơ thể nóng thêm. Thứ ba là người bị bệnh phù thủng. Lạc có chứa một hoạt chất có tác dụng làm đông máu tạm thời. Nếu những người bị phù thủng khi ăn lạc sẽ khiến cho cơ thể bị tổn thương, máu ứ động, khiến cho tình trạng phù thủng thêm trầm trọng hơn. Thứ tư là người bị bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là một bệnh chuyển hóa đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao, cần điều trị suốt đời. Ngoài việc điều trị bằng thuốc và insulin, bệnh nhân tiểu đường cũng phải tuân thủ những điều cấm kỵ trong ăn uống một cách nghiêm ngặt. Những người mắc bệnh tiểu đường phải kiểm soát tổng năng lượng tiêu thụ hàng ngày và nếu vượt quá sẽ rất bất lợi cho việc kiểm soát lượng đường có trong máu. Lời khuyên dành cho bạn là không nên sử dụng hơn 30g dầu ăn mỗi ngày, nhưng 18 hạt lạc tương đương với 10g dầu sẽ vượt quá tiêu chuẩn. Do vậy, những người mắc bệnh tiểu đường thì không nên ăn lạc. Ngoài ra, hàm lượng chất béo trong dầu lạc cũng lớn, do vậy không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường có trong máu. Và cuối cùng, thứ năm là người bị bệnh dạ dày. Lạc có chứa hàm lượng protein và chất béo cao. Những bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh dạ dày thì không nên ăn lạc nếu không muốn gặp phải các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu và ợ nóng. Chính vì vậy, người bị bệnh dạ dày thì không nên ăn đậu phộng, bạn nhé! Quý vị thân mến, hy vọng qua những thông tin vừa rồi, bạn đã bỏ túi cho mình thêm một loại thần dược tốt cho sức khỏe, có ngay cho gian bếp của mỗi gia đình mình. Và nếu quý vị biết loại thực phẩm nào cũng mang đến nhiều lợi ích như vậy, hãy chia sẻ với khán giả của Sống Khỏe Mỗi Ngày bằng cách để lại bình luận ở phía dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!